Nhiều gia đình ở huyện Chương Mỹ đi sơ tán trước đó đã trở về để dọn dẹp nhà cửa, kê lại vật dụng, trở lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên thì hiện một số đoạn đường thuộc các thôn Nhân Lý, Nam Hải, Hạnh Bồ, Hạnh Côn của xã Nam Phương Tiến vẫn còn đang ngập sâu. Để không phát sinh dịch bệnh do úng ngập gây ra, huyện Chương Mỹ tiếp tục huy động lực lượng vớt xác, thu gom, vận chuyển rác thải, tổ chức tiêu độc khử trùng các tuyến đường, khu dân cư. Huyện đoàn Chương Mỹ đã huy động 450 đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân các xã bị lũ lụt, tổng vệ sinh môi trường. Cùng với lực lượng đoàn viên thì công ty môi trường đô thị Xuân Mai cũng tăng cường lực lượng, phương tiện thu gom, vận chuyển rác thải đến nơi xử lý, tiến hành rắc vôi, phun thuốc khử trùng các tuyến đường trong khu dân cư sau khi nước đã rút. Công ty điện lực huyện Chương Mỹ đã huy động 100% lực lượng cắm chốt 24/24 giờ tại các khu dân cư bị ngập để kiểm tra, hộ nào nước rút sẽ kịp thời cấp điện sinh hoạt, bảo đảm an toàn cho người dân.